Hello, how are you today? As for me, I'm fine, thank you. Hello, chào các bạn. Hôm nay khỏe không? Hải Âu thì cũng tốt như mọi khi. Bình thường. Cảm ơn. Hôm nay chúng ta có một buổi học về văn phạm grammar nha. Các bạn còn nhớ là cách đây khoảng 10 tháng gần năm vậy đó thì chúng ta có ra cái bài học văn phạm về các loại từ tức là part of speech đó thì đó trong đó chúng ta có học trong tiếng Anh nó nó rất nhiều từ khác nhau cả triệu từ luôn nhưng mà tất cả gom lại là chỉ có là đại khái là chín loại từ thôi đúng không tức là danh từ noun động từ verb rồi tính từ adjective gì là chín cái loại từ đó rồi sau đó chúng ta đào sâu vô từng cái loại từ một hôm nay đó chúng ta đào sâu vô giới từ nha là một cái loại từ trong đó Giờ chúng ta bắt đầu giới từ preposition preposition p r e p o s i t i o n thì cái chữ này á có bốn âm prep zion đó nó nhấn mạnh ở hai âm một và uh, âm thứ ba nha prep và z preposition nhấn mạnh ở z nhớ z này đó z này là i nha Tại vì ý ngắn, nó gì chứ không phải là G, nha. gì không phải preposition. Việt Nam mình hay đọc là preposition là cái đó đọc nha. Họ đọc là preposition. Số nhiều thêm S vô và phát âm là Z. Prepositions. Prepositions. Rồi, giới từ là gì? nếu mà các bạn nào dưỡng dàng về dân phạm Việt Nam đó thì mình cũng đã biết rồi giới từ đổ hồn là, cái gì thì trong tiếng Anh nó cũng đã ná như vậy thôi giờ chúng ta dòm vô A preposition is a part of speech used to show the relationship between a noun, noun phrase or pronoun and other words in the sentence Giới từ là loại từ dùng để chỉ mối quan hệ giữa danh từ một danh từ đó một cụm từ hay một đại từ và các từ khác trong câu đó thì đại khái trong cái định nghĩa này đó thì chúng ta thấy đó khi mà nói giới từ là mình nói nó là từ bắt cầu đúng không giữa trong câu đó khi mà xuất hiện giới từ là mình phải biết là nó có xuất hiện một cái danh từ để nó nối cái danh từ nó qua những cái phần khác trong câu đúng không thì đó là thường thường nó là trong đó xuất hiện nó là phải có xuất hiện cái danh từ nha hoặc là một cụm danh từ đó noun phrase hoặc là một đại từ nó cũng giống như danh từ vậy đó pronoun đó rồi bây giờ chúng ta đào sâu thêm chút xíu nữa mối quan hệ đó đó là mối quan hệ là cái gì đó đồng ý là khi mà nó xuất hiện với từ preposition là nó phải xuất hiện ra cái nào nhưng mà nó xuất hiện để cái công dụng nó để làm cái gì nha thì cái quan hệ đó đó this relationship is usually about time space direction or connection thì là cái mối quan hệ này thường thường nó chỉ là về thời gian về không gian về phương hướng hay là về một cái liên hệ kết nối đó về cái liên hệ kết nối thì là chúng ta thấy đó bây giờ chúng ta đưa ra một số ví dụ minh họa nha để rõ hơn cái định nghĩa này nha và đồng thời để mình dễ nhận dạng cái cái giới từ hơn. I am in the room. Tôi ở trong phòng, trong căn phòng đó. Thì trong cái câu này mình thấy cái chữ đỏ đỏ là giới từ đó, preposition. I am, I chủ từ, em là động từ. Tôi ở ở đâu? Ở trong căn phòng. The room chính là danh từ. Nếu nói chính xác hơn, nó chính là một cụm danh từ noun phrase. Tại sao? Tại room mới là danh từ, còn the nó chính là mạo từ nha. Để nói là cái phòng mà phòng này nè, phòng xác định, phòng biết là là phòng ai đó, thì nói là the room. Chứ không nói I'm in room. Thì cái the room đó chính là một noun phrase. Đúng chưa? Chính xác rồi rồi đó. Thì nó Giới từ nó nằm trước cái noun phrase đó để chỉ nói là tôi ở trong căn phòng chứ không phải là dụ, tôi ở trong ở trên ở ngoài dưới căn phòng ở dưới căn phòng vậy đó do đó cái giới từ in này đó đây là nó chỉ về cái không gian cái, hoặc là cái vị trí của mình ở chỗ nào nói chung là về cái không gian space đúng chưa ví dụ thứ hai là the book is on the red table quyển sách thì nằm ở trên cái bàn bàn màu đỏ đó thì đó là chúng ta thấy đó trong cái này the book đó là chủ từ is động từ cái quyển sách đó thì thì sao nó ở đâu nó on the red table có nghĩa là nó nằm ở trên cái bàn và mà màu đỏ thì chúng ta thấy cái chữ đó đó on nó chính là một preposition là giới từ đúng không là nó chỉ về cái vị trí của cái quyển sách nó nằm trong không gian nó nằm ở đâu mà nó so với cái table đó red table thì nó nằm ở trên chứ không phải giữa dưới hay ngoài trong gì đó thành ra là nó là một giới từ để chỉ cái mối quan hệ đúng không giữa cái noun phrase là cái red table đó, đó the red table đó với lại phần còn lại trong câu thì đó ở đây chúng ta thấy rõ là the red table nó không phải là một danh từ noun không mà nó là một cụm danh từ noun phrase đúng không tại trong đó danh từ là table rồi red đó là adjective để bổ nghĩa cho table đó rồi giờ nó là mạo từ thành nhưng mà một cụm đó để chỉ là một cái đối tượng đúng không là một cái vật thể đó hoặc là một cái điều gì đó thì nó nói cũng là một cái noun hay là noun phrase rồi tiếp theo I go to work at 9 a.m. tôi đi làm việc tôi đi làm á vào 9 giờ sáng đó thì đó trong cái câu này chúng ta thấy có hai giới từ lượng hai prepositions đúng chưa một cái là to chữ đỏ đỏ đó hai cái chữ hai là at thì cái to đó thì là I go to work work đó chính là một noun at 9 a.m 9 a.m đó chính là một cái noun phrase coi như là một noun đúng chưa đó là một cụm danh từ đó thì cái at đây cho đó mình thấy đó chính là một giới từ đúng chưa đó rồi she looks at me and the dog nàng nhìn tôi và con chó. Ví dụ mình đi trong công viên, mình dắt con chó đi thì gặp cái người quen của mình, cái cô đó, bạn mình thì dễ dễ tay rồi dòm mình rồi tiện thể dòm con chó của mình luôn. Thì đó, she looks at me and the dog. Thì đó, she là chủ từ, looks động từ, nhìn nhìn đâu, nhìn như hướng này hướng kia vậy đó. Thì đó là nó nhìn cho tôi và con chó của tôi thì là at me and the dog. Thì cái at đó là preposition là giới từ mà giới từ nó nó chỉ liên hệ là liên hệ vô cái gì đây là không phải là me là tôi không mà the and the dog nữa thành ra đây là nó là một cụm cụm danh từ đúng chưa đó me and the dog nó gồm có là me rồi cái liên từ là and từ mạo từ the rồi the là dog chính xác hơn ở đây me nó chính là một đại từ đúng không pronoun đó rồi, I know the reason for this. Tôi biết cái lý do của cái chuyện này rồi. Ví dụ xảy ra cái chuyện gì đó, mình biết lý do tại sao nó vậy. Đó. Thì đó, I know là tôi biết là, đó là một từ, đúng không? The reason, reason là cái lý do, nguyên do, nguyên nhân. For this, nguyên nhân của cái chuyện này cho cái chuyện này đó. đó. Thì trong câu này, this chính là một pronoun, là một đại từ, đúng không? For đó, do đó chúng ta biết đó là chính là một giới từ preposition. Nó chỉ ra cái sự liên quan, mối liên quan giữa cái đại từ this này và cái những chữ khác trong câu, đúng không? Đó, thì nó for, thì nó chỉ mối quan hệ connection. This is a cup of tea. Đây là một tách, tách trà. Thì trong đó câu này chúng ta thấy sao? This is, là động từ đây là a cup. Cup nó là một danh từ thì đó cái thi cũng là một đây là một danh từ đúng không thành ra mình biết là cái ốp đây đó chính là một giới từ đâu nó liên kết giữa danh từ trong trường hợp này là nó liên kết giữa thi và một danh từ khác ở trong câu là cup được chưa đó rồi bây giờ chúng ta thấy cho đến giờ này đó chúng ta thấy là qua một số các ví dụ thì chúng ta thấy là cách để nhận diện ra một giới từ tức là trước hết nhìn vô là nhớ cái định nghĩa của nó đúng không là nó chỉ là liên hệ giữa một cái danh từ gì đó và cái phần nào còn lại trong câu thành ra khi mà nói mình nói trong câu này có giới từ hay không chữ này có giới từ là mình phải vòng vòng chung quanh để coi thòm có một danh từ nào hoặc là noun phrase or pronoun nào không để nó liên kết cái cái đó đó từ đó với lại cái phần khác trong câu đúng không đó là chuyện thứ nhất nhưng mà thường thường trong những câu nói ví dụ mà chúng ta vừa coi là nó dễ nhận diện lắm. Tại vì sau cái chữ on, in, after gì đó, at gì đó, đằng sau nó có cái danh từ liền có một cái noun phrase liền, đúng không? Thì mình dễ nhận thấy. Nhưng mà có những trường hợp mà nó là ở cuối câu luôn, cái giới từ nó ở cuối câu luôn thì có thể là khi đó các bạn nào mà chưa rành về tiếng Anh có thể lòng cộng nha. Thì mình đi giờ mình coi một số ví dụ đó. He is the person I sat behind đó he's the person I sat behind anh ta là cái người mà tôi ngồi sau sau lưng đó. ví dụ như hôm qua mình đi coi ca nhạc kịch vậy đó thì mình ngồi cái hàng ghế đằng sau cái anh đó đó thì ở đây mình thấy là cái chữ behind đó nó vẫn là preposition nha lý do tại sao bây giờ dòng kỹ rồi nha cái behind đó tại sao mình biết được là nó là preposition mặc dù nó làm sao nó không có cái cái nào gì hết nhưng mà nếu mà mình dòm vô mình biết cái nghĩa của câu anh ta là cái người mà tôi ngồi đằng sau thì là đó là behind the behind behind cái gì behind the person đúng không behind anh ta đúng không thì đó là behind the person ở đây nó lật ngược ra đằng trước nhưng mà nó vẫn chỉ là có mối quan hệ giữa cái behind đó và cái person thành ra nó vẫn là chỉ mối quan hệ nha đôi khi mối quan hệ đó mình dễ thấy tức là nó làm ngay sau cái giới từ đó luôn nhưng mà đôi khi đó nó nằm nó quẳng đằng trước câu nhưng mà vẫn có mối quan hệ đó nha đúng không cho nên mình nhìn cho mình thấy rồi cái câu này bây giờ đó trong cái vụ này đó một cái ví dụ mà nó phức tạp hơn chút xíu nữa nha he is the person I sat behind last night đó thì chúng ta dòm vô nếu mà các bạn nào chưa rành được về cái giới từ thì cũng sẽ bối rối nha. thì nói là dòm vô giới từ này không biết cái này là khi đó nó, nó 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 nối kết cái danh từ nào ở trong câu này nối kết là person hay là last night tại mình dòm vô thấy last night đã liền sau cái chữ b hai nữa nhưng mà thiệt sự là là không phải nha thì mình phải hiểu cái nghĩa của câu anh ta là cái người tôi ngồi sao tối hôm qua Điều tối hôm qua đó lúc mà đi coi ca nhạc kịch tôi ngồi sau đó anh ta là cái người đó đó là tôi ngồi sau hồi tối hôm qua đó thì khi đó đó behind đó phải là behind the person đúng không còn cái last night chỉ là nói nó thời điểm là nó xảy ra tối hôm qua thôi đó thành ra mình phải dòm vô mình phải biết được rõ là cái giới từ đó là nó được bổ túc cho cái danh từ cùng danh từ nào nha what are you waiting for đây lại là một cái ví dụ nữa để cho thấy cái giới từ trong trường hợp này đó, là nó nằm kết thúc cái câu đúng không câu hỏi này sao nó thấy không thấy có danh từ nào hết hết what are you waiting for thì cái for này vẫn là giới từ nha mặc dầu dòm trong câu thấy sao cái for nó không có gì hết nhưng mà mình nếu mình hiểu nghĩa câu đó thì mình biết là cái for này đó nó là nó for what đúng chưa anh đang chờ cái gì thì đó cái chờ sau cái chờ nó vẫn là chờ cái gì đủ không for what nhưng mà cái what trong trường hợp này nó vẫn ra đầu, đầu nó là what are you waiting for thay vì nói là are you waiting for what thành ra nó vẫn for nó vẫn là giới từ nha vẫn đi kết đó một ví dụ thêm phức tạp hơn nữa là what are you waiting for now bây giờ hiện giờ anh đang chờ cái gì vậy đúng không đó nó vẫn vô chữ nào thì mình dòm vô mình phải thấy là for này vẫn là giới từ mà không phải nó liên kết nào nha mà nó liên kết là cái what đó, đó đúng không for what tức là anh chờ cái gì còn cái now nó chỉ là cái trạng từ now là bây giờ thôi để chỉ chung hết đó trong cái câu đó thôi rồi thêm một ví dụ nữa this is the house i dream of đây là căn nhà mà tôi mơ ước đó thì đó dòm vô this is the house đây là căn nhà mà tôi I dream of thì cái of ở đây á cũng chính là một cái giới từ nha mặc dầu nó dòm sau đó thì nó cũng trống trơ không có gì hết nhưng mà nó vẫn là of là of the house I dream of the house thì cái the house đó, tôi mơ cái gì mơ cái căn nhà đó, đó mơ ước căn nhà đó thành ra trong trường hợp này á nó quẳng ra trước nha the house I dream of thành ra of vẫn là giới từ nha rồi một ví dụ cuối cùng nữa cho cái vụ này đó là it's one thing I'm sure about. Thì ở trong có nhiều chuyện tôi thì không chắc chắn lắm nhưng mà có một chuyện này thì chắc tôi chắc chắn nha, biết chắc chắn. Đó, it's one thing. Đó, I'm sure about. Thì ở trong đó cái gì? Cái about này cũng là nằm ở cuối câu, đúng không? Nó không thấy có cái danh từ sao nhưng mà thiệt sự nó vẫn là bổ túc cho cái danh từ là one thing nha. I'm sure about one thing. Đó, bây yeah, giờ one thing nó bổ, nó quẳng ra trước. One thing I'm sure about. Thành ra about này vẫn là cái giới từ nha. Rồi thêm một cái phần cuối cùng nữa. Bây giờ chúng ta thấy đó. Lý do trong những cái ví dụ vừa rồi đó là chúng ta thấy là mặc dù cái giới từ nó ở cuối câu sao nó không có từ nào hết. Mình vẫn nhận diện ra được nó là giới từ là bởi vì trong cái câu nó còn có cái danh từ đối tượng của nó nó nằm đâu đó đó ngày trước đúng không nhưng mà có chừng nha có chừng sụp hố chỗ này nha bây giờ chúng ta dòm vô mấy câu ví dụ tiếp theo đây nè he is in the house anh ta ở trong nhà đúng không he anh ta is là động từ to be thì In the house, the house đây chính là một noun, noun phrase, đó, đúng không đó là căn nhà in là chính là giới từ ở trong căn nhà nhưng mà nếu mà nói cái câu he is in chấm hết thì khi đó chữ in đó đó nó không phải là giới từ nữa nghe các bạn đó cái tiếng tiếng anh nó có cái điểm này rất là tinh tế nghe tế vậy chỗ này mà nó là dễ sụp hố lắm Kể cả Hải Âu hồi xưa cũng dễ bị lẫn lộn cho đến sau này mình mới, mới, mới khám phá ra. Mình cứ nghĩ là nếu mà in đó là giới từ thường thường trong tiếng Anh đó đúng không? Thí dụ màu đỏ hay không? lớn hay nhỏ vậy mình đó là tính từ là nằm trong câu nào nó cũng vẫn là tính từ. Nhưng mà mấy cái một số loại từ khác nhất là cái giới từ và trạng từ cái giới từ nó phức tạp lắm cũng cái chữ đó cứ in như trong trường hợp này đó. nếu mà nó nằm trong he is in the house thì nó là giới từ nhưng mà is in thì nó lại không phải là giới từ nữa nghe các bạn đó thành ra nó còn tùy vô cái nghĩa của cái chữ in đó đó và cái vị trí trong câu mà coi cái vai trò của nó đó. lý do là sao he is in the, the house thì mình đã biết rõ ràng thì đó là in đó là nó kết nối the house với lại trong câu đúng không he is thành ra là nó giữa một nao và cái đó và nó chỉ về phương hướng đúng không đó là vị trí trong không gian còn he is in thì nó in cũng chỉ là có là trong không gian đúng không trong space tức là he ở nhà đó đâu ví dụ mình ra mình sắp tới nhà hoặc là mình đứng trước cửa nhà mình hỏi là mình mình hỏi là hàng xóm đó he is in is he in là anh ta có nhà không Thay vì mình nói đầy đủ là easy in the house? Thì Mỹ họ nói gián tắt là easy in? Đúng không? Rồi hàng xóm nói Oh yeah, he's, he's in. Thì cái chữ he's in đó khi đó không phải là giới từ đó nha. Mà nó là trạng từ adverb. Lý do tại sao? Tại in này đó dòm vô he's in là chấm hết. Nó đâu có nào nào nữa đâu. Còn cái he đó là nó là chủ từ trong câu thôi. Đúng chưa? Thành ra là in ở đây đó. Đâu phải nói là in in he được đúng không là đâu thể trong anh ta được thành ra tới đây là in là cục ngủ nó cắt luôn thành ra nó sau đó nó không có một danh từ nào hết hoặc là noun phrase hoặc là đại từ nào hết để mà nó bổ nghĩa cho nó do đó nó không thể nào là giới từ preposition được nha ở đây nó lại trở thành là trạng từ nha để bổ nghĩa cho cái động từ là is lý do tại sao tại vì in ở đây có nghĩa là không phải là ở trong nữa mà nghĩa nó khác nữa cái nghĩa in the house thì in đó nghĩa là trong rồi trong căn nhà còn cái chữ in mà khi nó là adverb đó, là nó nói là tôi ở ở trong một cái phòng ở trong một cái office hay là một cái gì gì đó tùy theo nghĩa của câu nói đúng không thì nó in này nó có nghĩa là in the building hoặc là in the office in the house đó in một cái gì đó chứ không phải đi ra ngoài khỏi cái đó thì nó gọi nghĩa cả một cụm từ đó in the office hoặc là in the building in the house nó nó trở thành cái chữ là in thôi nha thì khi đó nó nó không còn những là trong nữa mà nó là trong nhà hoặc là trong hãng hoặc là trong văn phòng thì nó thành một cụm từ luôn thì khi đó cụm đó đó cái in đó đó nó trở thành là một trạng từ nha rồi mình coi một ví dụ thứ hai nữa he is out of the house là anh ta thì ở ngoài cả nhà đúng không out of thay vì in thì cái chữ out of đỏ đỏ đó một cụm đó đó chính là một giới từ nha đúng không tại vì nó bổ túc liên kết với the house đó. sao nó phải có the house là danh từ nhưng mà nếu mà người ta người mỹ thường thường chỉ nói là he's out thay vì nói nữa giờ he's in có nhà giờ không có nhà nữa ra khỏi nhà thì thay vì họ nói là he's out of the house thì họ nói gián tắt là he's out thì khi đó chữ out đó đó cũng giống như chữ in đó Là nó không phải là giới từ nữa rồi Tại vì dòm vô câu đó chấm hết luôn Nó đâu có bổ túc cho là đúng không Là nó là Ở ngoài Không còn cái nghĩa là ở ngoài Nữa nha Out of the house Thì cái chữ out đó mới là ngoài Rồi thêm the house ở ngoài căn nhà Còn nếu mà he's out Thì nổi chữ out nó không đó Là nó bằng cả một cái nghĩa luôn out of the building hay là out of the office out of his house gì đó thành out đó là nó nghĩa là ngoài căn nhà ngoài cái văn phòng của anh ta tức là đi ra ngoài luôn thì nó là cả một cái cụm đó từ đó nè chứ không phải là cái nghĩa như một giới từ nữa thì đó thì nó trở thành trạng từ một ví dụ cuối cùng nữa his house is near my house căn nhà của anh ta thì gần nhà của tôi thì trong cái ví dụ này đó near chính là một preposition giới từ chỉ về vị trí trong không gian đúng chưa làm sao biết được tại sao mình dòm vô mình thấy là near nó đứng ngay đứng trước cái my house là một cái cụm danh từ đúng không my house thành ra là cái near là mình biết ngay đó là một giới từ nhưng mà his house is near chấm hết thì near đó không còn là giới từ nữa nha mà nó trở thành một trạng từ rồi adverb rồi lý do nếu mà near my house á, gần, gần cái gì? Gần nhà tôi, đúng chưa? Thì cái chữ gần đó đó là nó cần phải có làm sao nó một đối tượng của nó. Gần cái gì chứ, đúng không? Thì gần nhà tôi, nhà tôi là một noun phrase, đúng không? Là một noun, thì nó gần đó. Nhưng mà his house is near, thì cái near đó không phải là gần nữa, mà nó là nghĩa cả một cái near, here, mà nó nghĩa vậy đó, near my house hay là near cái chỗ mình đang đứng đây nè, đúng không? thì là near nó ở gần đây, cho nên cái near nó không còn ở gần nữa mà là gần đây hay là gần cái chỗ này chỗ kia đó, đó. thì near đó nó trở thành near gần một cụm từ đó nha, khi đó là cái near đó, đó nó là một trạng từ. Rồi, ok, chà, cái vụ này không, cái này là tùy hỷ thôi nha nhất là quý dụ là trung niên trở lên thì vô là thấy cái này cha bữa nay nhiều khi nó cũng rất rối rối đắm đó. nhưng mà cái thông thả nha từ từ mình đó cho nó tiêu quá nhai nuốt cố nghĩa để cho nó nó thông được nha cứ coi đi coi lại một số dần rồi mình coi ví dụ đi là để cho mình từ từ mình quen hải âu cái hồi đầu nó cũng là sài gòn lên hết đó cầu xưa đó là mình thấy cũng bị rối lung tung hết giữa giới từ và chạm từ đó trong trường hợp này cũng cùng chữ đó thôi nhưng mà khi mà mình đã ý thức được từ từ nhận sau những cái ví dụ này trong cuộc sống mình nói thì rồi mình tra từ điển thêm nữa mình tra biết là lại từ nó cũng cái danh đánh dần đó khi nó trở thành kia là tùy trong cái contact trong câu của nó nha thì là cái vai trò của nó thì mình vẫn bây giờ mình nhận diện ra rất là rõ ràng hơn ngày xưa nhiều lắm thì đó là cả một cái learning process nha không phải là quý vị các bạn nào mới nghe xong này là dòm vô chữ nào cũng chỉ ra là cũng nhận diện được hết á nhưng mà không sao mình cứ từ 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 để càng tập ra trong tương lai chúng ta cũng sẽ có một số cái bài tập gì đó để nhận diện được loại từ nha thành ra đừng có lo mấy cái vụ đó rồi ok vậy là buổi hôm nay chúng ta vừa với học đào sâu về cái giới từ nha preposition rồi chào các bạn have a good day nhớ ủng hộ kênh nha Ô oh, hô, oh, lão tuy già rồi mà cũng giàu vô học chung cho nó vui Nhớ ủng hộ lão, Ủa, ủng hộ thằng cháu lão nha oh, 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 oh. Nhớ đăng ký kênh nha Bạn là người đăng ký số may mắn ngày hôm nay đó Khi các bạn đăng ký kênh, nhớ nhấn vào nút thông báo để được báo kênh về những video mới ra nhất các bạn nhé Mình sẽ chia sẻ với các bạn trên Facebook Chúng ta cùng ủng hộ kênh học tiếng anh và sam cùng hải âu